những câu chuyện tưởng chừng như hy hữu lại vẫn có thể xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Việc người yêu cũ phát đám cưới, chú thể quỷ hôn đòi sính lễ hay những cảnh náo loạn đám cưới không còn xa lạ với làng hội rối ren này. Nhưng cặp ba cô dâu, chú thể ngày hôm nay thế hệ thật sự khiến dân tình mắt tròn mắt dẹt. Mới đây, một bức ảnh cưới một ông hai bà được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng làng hội. Bức ảnh chụp đúng phong cách ảnh cưới, chú thể đứng giữa, hai bên trái phải là hai cô dâu vô cùng dễ thương trong chiếc váy trắng gần giống nhau. Ban đầu, rất nhiều người đánh lạnh đây chỉ là bức ảnh ghép của một trò đùa nào đó trên mạng làng hội. Nhưng ngay dưới bài đăng, một cô gái tự xưng là người chơi cô dâu chú thể đưa ra một loạt bằng chứng khẳng định đây chính là sự thật. Thậm chí, nhìn bức ảnh được bày giữa tiệc cưới mà ai cũng bàng hoàng không tin nổi mắt mình. Đám cưới này hiện đang được ân cần rầm rộ không chỉ ở Thái Nguyên nữa. Lễ cưới chính thức được tổ chức vào hôm nay, 22 tháng 10 năm 2019 tại gia đình hai bên. Được biết, chú thể từng là người đã kết hôn và có con. Còn hai cô dâu có vẻ rất thân mật với nhau. Trong bằng chứng của câu người chơi trên đưa ra thì dân tình phát hiện trên tấm phong cưới chỉ có tên hai người, tuyệt đối không có hai cô dâu. Nhưng trong một ngày trọng đại thế này ai lại nghĩ ra trò đùa hại não thế? Trên phong cưới chỉ có hai cái tên. Đến lúc này, rất nhiều người tự xưng người thân của cô dâu chú rể và đưa ra những giải thích khá hợp tình, hợp lý. Một trong hai cô dâu là bà xã cũ của chú rể, cô này lại chơi thân với bà xã thế hệ nên chị ngã em nâng. Ngoài ra, những bức ảnh được công bố cho thấy mối quan hệ của hai cô gái này rất tốt đẹp. Khi được người khác chúc mừng hay hỏi thăm, họ còn liên tục trêu đùa nhau với những câu rất khó hiểu như, bọn tớ cưới bình thường mà, nó cướp chồng em. Trên trang cá nhân của cô dâu thế hệ, chú thể cũng hùa vào, số em lấy ba bà xã. Đúng là một câu chuyện vô cùng rối ren làm không ai đủ năng lực để thẩm thấu cái độ phức hợp của tình yêu. Hai cô dâu có vẻ rất thân mật với nhau. Thế nhưng, theo dõi mọi bài đăng trên trang cá nhân của cô dâu còn lại, người được nhận xét là kém tươi hơn trong bức ảnh cưới thì có vẻ phán đoán trên là đúng. Cô còn dặn dò, bạn chăm bẵm chồng tới cẩn thận và cẩn thận nhé. Kèm theo là những bức hình ba người rất tình cảm, thân mật. Thậm chí cô còn đăng cả một đoạn video mình trao tiếng tưởng mừng cưới cho người chơi thân, cũng là cô dâu thế hệ của chồng cũ. Một trong hai cô dâu đăng bài như lời giải thích về câu chuyện tình tay ba này. Chúng tôi đã cố gắng liên lạc nhưng chưa kết nối được với ba nhân vật chính nhưng có vẻ không xảy ra chuyện một ông hai bà như lời đồn đoán trên bởi thực tế đó là cuộc hôn nhân mà pháp luật không công nhận. Hơn nữa từ chính trang cá nhân của các nhân vật chính thì họ đã khẳng định mối quan hệ rõ ràng ràng. Có thể bức ảnh chỉ là cách họ biểu hiện tình đoàn kết với nhau hay đằng sau đó còn có những câu chuyện nào khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về sự việc.